Yêu đấy. Mua đồ run. Mua đâu? Run bán ở đâu chị mua ở đây. Tokyo. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Vlog giải đáp thắc mắc khách hàng. Mình là Vanh, biên tập viên của Gen Z Entertainment. Rất vui được gặp lại các bạn trong tuần này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp thắc mắc gì nhỉ? Hãy cùng lướt TikTok và xem comment của khách hàng nhé. You know, I know you're making up the truth. Why can't I... Có một vị khách hỏi rằng Jun có bán được online không? Mê phong cách của shop V. Đầu tiên thì mình xin cảm ơn bạn đã quan tâm đến thương hiệu rất thích. Cảm ơn bạn đã yêu thích thương hiệu, cảm ơn bạn đã yêu thích sản phẩm của chúng tôi nhé. Hiện tại thì Dương đang có 6 chi nhánh ở 3 thành phố lớn: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ở Hà Nội thì chúng ta có 3 cơ sở là Gallery tầng M tòa B4 Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch, 131 Đông Các, 41 Tam Khương, Đống Đa. Ở Hồ Chí Minh thì chúng ta có 2 cơ sở: 411 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 37/21 Ngô Tất Tố, phường 21, Bình Thạnh. Ở Đà Nẵng thì chúng ta có showroom tại 65 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu. Và một điều đặc biệt nhất ở trên tầng 5 của showroom chính là Zunzik Club, một club vui chơi lành mạnh được Zunzik xây dựng nhằm phục vụ cho các Zuner thân yêu. Với câu hỏi của bạn shop có bán online không thì câu trả lời của mình là có nhé. Hãy cùng xem bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Jun theo đường link mà tôi để phần mô tả. Ở đây có toàn bộ các sản phẩm của Jun cùng các chương trình ưu đãi trong tuần như Hyper Deal giảm 100k khi mua sản phẩm được ưu đãi trong tuần. Sẽ có sự thay đổi sản phẩm theo tuần nên bạn có thể theo dõi để mua ngay sản phẩm mình thích cùng với điều hồi này nhé. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mua sản phẩm của Jun Zedic trên web. Đầu tiên mình chọn sản phẩm Minimalist màu trắng. Để đặt hàng thì chúng ta cùng click ngay vào mục mua hàng ngay. Sẽ xuất hiện giao diện như trên màn hình. Cùng ấn thanh toán để tiếp tục. Bước 1, địa chỉ, đăng nhập địa chỉ đầy đủ và ấn tiếp tục để thực hiện bước thứ 2, shipping. Nếu không có lời nhắn nhủ gì về shipping thì ấn tiếp tục. Bước 3, thanh toán, chọn hình thức thanh toán và ấn tiếp tục để thực hiện bước 4, xác nhận đơn hàng. Đến bước này thì Vanh không sợ bước xác nhận nữa vì xác nhận là thành công mất rồi. Cùng làm theo hướng dẫn và chúc các bạn đặt hàng thành công nha. Đặc biệt, hiện tại Zunzik đang có chương trình trả góp 0% khi mua hàng tại store hoặc tại web. Chỉ cần trả 0.3 số tiền là có thể ring ngay outfit về lên. Nếu bạn có hứng thú hãy inbox ngay cho Zun qua fanpage Zunzik để được nhân viên tư vấn tận tình hơn nhé. Ngoài ra chúng tôi còn có mặt trên trang thương mại lớn như Shopee. Với Shopee thì hàng tháng chúng mình có các chương trình như big campaign và mã code và giảm giá của free ship khi mua sản phẩm tại Zunzik. Hãy cùng vào kênh Shopee chính thức của Zunzik để cùng bỏ vào giỏ hàng những item yêu thích của mình trong đợt sale hồi này nhé. Hãy cùng ghé Facebook, Instagram của Zunzik một cách thường xuyên hơn nhé để cùng cập nhật các thông tin về sản phẩm mới, sticker mắc hoặc là các chương trình ưu đãi phục vụ cho việc mua sắm online trở nên dễ dàng hơn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau giải đáp thắc mắc của bạn. Nếu bạn có câu hỏi gì hay thắc mắc gì hãy comment xuống dưới để tuần sau Vanh cùng mọi người giải đáp cho bạn nha. Còn bây giờ thì bye, hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau.